Xin chào mọi người đã đến với kênh Vườn Sen Đỏ TV. Hôm nay mình sẽ review cái vườn đỏ của chú Bông Bình. Đây là vườn đỏ ở thôn Liên Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Thì cách từ thành phố Tuy Hòa khoảng 50 km. Đây là ngày 2 tháng 9, rất là đông du khách đến đây để xem một cái vườn đỏ. Một cái điều đặc biệt dành cho vùng đất xứ sở gọi là Đà Lạt của Phú Yên. Không khí trên này rất là mát mẻ, tuy có nắng nhưng mà không khí gió lạnh rất là mát mẻ. Đây là cổng vào của vườn đỏ chú Bông Bình. Đó. Cây đỏ sai là từ gốc lên đơn ngọn, và đặc biệt là du khách rất là đông. Vé vào cổng là 15.000 đồng trên một du khách. Nhưng mà lượng khách đổ vào đây là xem cây đỏ rất đông. Đó. Cây đỏ sai triệu quả và màu mùa này thì mùa đỏ chín. Cho nên là nhìn rất là đẹp. Đó, màu xanh. Nhưng mà vườn cây đỏ của nhà chú Bông Bình này là tính hàng trăm gốc đỏ. Từ cây lớn cho đến cây nhỏ. Và những cây vào độ tuổi để mà cho quả rất là đẹp. Đó. Mọi du khách đến đây đều rất thích và hào hứng để chụp hình. Tức nghĩa vườn đỏ, vườn này là chỉ có khách tham quan du lịch là đến xem cây đỏ thôi. Chứ ngồi ra thì cũng không có một cái cảnh quan nhân tạo nào khác. Mà đây là cảnh do tự nhiên. Và dịch vụ ở đây là gồm có cái dịch vụ ăn uống nữa. Nhưng mà phát triển thì chưa đáp ứng đối với những ngày lỡ, ngày thứ bảy chủ nhật. Rất là đông du khách đến. Đây rất là đông du khách. Du khách là từ tỉnh Phú Yên và tỉnh ngoài rất là đông. Là du khách đi bằng xe ô tô riêng, xe máy và xe du lịch. Đây là cây đỏ. Cây đỏ này là nằm ở trước cửa của khu vườn. Đó, sai từ gốc lên đơn ngọn. Theo quan niệm của mọi người thì lên chụp ảnh ở cây đỏ này là đem lại nhiều sự may mắn. Đó là màu đỏ và đơm hoa kết trái rất là nhiều. Cho nên là khiến du khách từ tuổi trẻ, trẻ em và người già rất là tò mò đến đây. Cỡ cả những vị cụ thâm niên cũng không nghĩ rằng lên một cái khu vườn mà lại nhiều đỏ đến thế này. Mà cũng dự đoán rằng thì khu vườn này ngày xưa chắc cũng có một vài cây đỏ cổ thụ. Rồi sau đó thì người dân là vào ương thêm giống hoặc là bước vào nhà trồng. Du khách rất tò mò đến xem. Thì khi đi du lịch ở này, ở vườn đỏ này thì có nhiều hình thức lựa chọn, là người nhà có thể chuẩn bị đồ ăn thức uống để mang đi theo, hoặc là mình lên khu du lịch này mình sẽ gọi món. Thì trong cái khu vườn đỏ này là có rất là nhiều món ăn, làm từ gà, thịt heo rừng, nhưng mà đặc biệt có món gà nấu la diết là đặc sản ở cái khu vườn này. Chỉ được xem và chim ngưỡng chụp hình chứ không được hái ăn nha. Đây là một món quà thiên nhiên đã tặng cho gia đình ông cũng như là ở huyện Sơn Hòa. Vâng, điểm check-in tiếp theo của Vườn Sen Đỏ TV đó là nhà thờ Bác Hồ. Nhà thờ Bác Hồ là một di tích lịch sử tiêu biểu tại cao nguyên Vân Hòa, được xây dựng vào ngày 9 tháng 9 năm 1969, tức nghĩa là sau 7 ngày lúc Bác Hồ ra đi. Thì đây là nơi mà nhân dân Phú Yên tổ chức lễ truy điệu cho Bác sau khi Bác Hồ qua đời. Sau đó là trở thành nơi tưởng niệm của Bác Hồ cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sau khi được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia vào năm 2008, nhà thờ Bác Hồ đã được tu bổ và tôn tạo trên diện tích khuôn viên rộng 0,5 hecta. Du khách thường xuyên đến đây để dâng hương tưởng niệm Bác và tìm hiểu về lịch sử qua phòng truyền thống và phòng trưng bày liên quan đến khu căn cứ kháng chiến của tỉnh Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thì đây là một cái địa điểm di tích mà nhân dân Phú Yên cũng như khách quốc tế khi đến Phú Yên, đặc biệt là dịp lễ mùng 2 tháng 9 để đến thắp hương và tưởng niệm người. Điểm check-in tiếp theo thì chúng ta quay trở lại vùng biển. Thì từ cao nguyên Vân Hòa ta xuống tới gành Đa Dĩa thì khoảng tầm 40 cây số. Đây là gành Đa Dĩa ở Tuy An. Đây là cổng chào. Tức là cổng chào nó có biểu tượng giống như tháp Nghinh Phong. Đó là có rất là nhiều trụ đá hình chiếc dĩa xếp chồng lên nhau. Đây là cổng ra vào. Thì gành Đa Dĩa này là được tu bổ và xây dựng theo để phục vụ cho du khách du lịch. Thì gồm có xe điện. Đó, mà gồm chúng ta có hai hình thức, một là xe điện, hai là đi bộ để mà trải nghiệm. Đây là sơ đồ tham quan của khu du lịch gành Đa Dĩa ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tức khi đi vào cổng thì chúng ta có thể lựa chọn xe điện hoặc là chúng ta đi dạo bộ. Tức ngày con đường vào thì cũng rất là mát, bởi vì gành Đa Dĩa này nằm ở nhô ra biển nên là không khí rất là mát. Thì tại phát triển khu du lịch Liên Hoàn này thì khi cổng vào thì chúng ta có thể có một dịch vụ, đó là cưỡi ngựa chụp hình. Đây là hai chú ngựa của được người dân thuần hóa dùng để phục vụ khách du lịch ở tại Phú Yên. Đây chúng ta có thể
lên chụp hình và học ca thở, tức là chúng ta cưỡi ngựa quay phim. Thì mỗi chú ngựa này là được tính phí và phí sẽ được niêm yết. Đó, đây là rất là nhiều du khách hào hứng để cho được trải nghiệm trên những chú ngựa được thường hóa ở tỉnh Phú Yên. Ở tỉnh Phú Yên là có một cái văn hóa, đó là cái lễ hội đua ngựa vào Gò Thị Thùng hàng năm vào dịp sau dịp Tết Nguyên Đán. Đây là bảng giá, tức nghĩa là chúng ta cưỡi ngựa chụp hình thì 10.000 đồng trên một người, còn cưỡi ngựa mà vui vừa quay phim là 20.000 đồng trên một người. Thì trên cổng vào thì cũng có rất là nhiều khu du lịch trưng bày, như là ở đây là chúng ta đang xem là cối xây bọt, cối đá của ngày xưa rất là nhiều, rất là nhiều trẻ em và người lớn rất là thích đến chiếc kiến khu vực này. Đây là điểm đến quán nước cà phê của hồi xưa. Ở trong này là có một bộ nhạc cụ âm thanh đá tự nhiên, nhạc đá dân tộc đó. Nghe âm thanh rất là hay, rất là trong trẻo, gây rất thu hút với du khách đến tham quan và thưởng thức các dịch vụ. Vâng, gần đại địa Tuy An là địa danh thuộc xã Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nơi đây độc đáo với những cảnh quan là các khối đá ở đây là nó được tạo hình tròn, hình vuông và đã tạo nên một khung cảnh tự nhiên mà như có chủ ý sắp đặt của tạo hóa. Dựa trên nhiều cuộc khảo sát và nghiên cứu, người ta cho rằng khoảng 200 triệu năm trước, trong quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Quang Hòa, tức nghĩa là vùng lúc nãy mà mình đã đi qua là ở vùng nhà thờ Bác Hồ và vườn cây đỏ, ở đó là ngày xưa nó có một cái khu núi lửa. Trong quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Quang Hòa thì nham thạch phun trào theo dòng chảy dẫn ra biển. Khi đụng phải nước biển lạnh thì cộng với hiện tượng dị ứng lực thì khiến các khối nham thạch bị đông cứng, rạn nứt, phần lớn thì theo mạch dập tạo nên những khối đá với hình thù khác nhau. Từ trên cao thì gần đá như một tổ ong khổng lồ đen bóng và gồ ghề, hạt có thờ quý như những là chiếc đĩa lởm nhởm xếp chồng lên nhau trong la gạch. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban cho một vẻ đẹp nên thơ trữ tình, hài hòa non nước, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Gần đá đĩa ở đây là như một kỳ thú rất là tuyệt đẹp và nơi thu hút và dự chân rất là nhiều du khách khi đến tỉnh Phú Yên. Đây chúng ta đã thấy rất là nhiều du khách đến đây để chụp hình từ con đường đi xuống, từ trên gần đi xuống, tức nghĩa là khu vực này là nằm giáp và nhô ra ở biển. Cho nên là ở đây không khí rất là mát mẻ. Đây những khối đá xếp chồng lên nhau là gây là sự tò mò và rất là mát đối với những ai mà lần đầu tiên đến gần đá đĩa, cũng như là vẫn gây cho chúng ta có một cảm giác rất là mát mẻ, thoải mái do thiên nhiên mang bạn khi đến với gành đá đĩa Tuy An ở Phú Yên. Đây những khối đá xếp chồng lên nhau thì trải qua rất là nhiều thời gian thì những khối đá này nó vẫn giữ nguyên được nét đẹp hoang sơ. Và vùng biển ở đây nước nó rất là trong xanh, và khi mà nước biển ở đây là được hệ thống san hô được bảo tồn và phát triển, cho nên là nước biển ở đây rất là xanh. Đó, những khối đá xếp chồng lên nhau tức là nghiêng ra biển, đó là rất là khiến nhiều thiếu nữ cũng như thanh niên là đến đây để chụp hình và du ngoạn. Đặc biệt là đây là khu vực để cho các cặp đôi tình nhân chụp ảnh cưới rất là đẹp. Còn ở phía tây của cành đá đĩa thì cách khoảng cỡ vài chục mét đến 100 mét thì có gành đèn. Thì tại vì bây giờ thì mình đi là thời gian nó cũng không cho phép, cho nên mình chưa ghé được gành đèn. Thì hôm nào mình sẽ đến gành đèn để mình review lại cho mọi người cùng xem. Còn địa điểm check-in tiếp theo thì mọi người chắc cũng có lẽ đã nhận ra, đây là chùa Thanh Lương, một ngôi chùa rất là nổi tiếng tâm linh ở tỉnh Phú Yên. Thì hôm nay không biết lý do tại sao nhưng mà mình đến đây vào lúc là ngay vào tượng Phật Âm Bồ Tát thì có một cái bảy sắc cầu vồng, cũng như thể hiện một cái điều gì đó phổ độ chúng sinh khi mà đỡ đón cả vừa sinh hậu TV đến đây. Đó, mọi người có thấy không, nhìn ở khu xa thì có một cái bảy sắc cầu vồng, thì mình chụp ở góc nhìn này thì giống như là một cái phép màu gì đó được ban từ cái cánh tay của quỷ Quan Thế Âm Bồ Tát này. Và ngôi chùa Thanh Lương này là rất là nổi tiếng về tâm linh. Bởi vì truyền thuyết ngày xưa là có cỡ là khi ngôi chùa này đã thỉnh được một bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát trôi dạt trên biển, các Phật tử trên chùa này đã dùng nhân lực và sức lực vẫn không thể nào di dời pho tượng này vào chùa, cho đến khi đích danh của ngài trụ trì thỉnh pho tượng này vừa thì có một đợt sóng lớn ập vào
giúp đỡ đưa pho tượng này vào bờ, và lúc đó mới đưa được pho tượng này vào chùa. Thì pho tượng này hiện tại đang được đóng một cái tủ kính và rất là trang nghiêm trong một khu chùa ở phía trong này, rất là linh nghiệm khi mà nhiều người đến để cầu nguyện một điều gì đó. Vâng, đây là chuyến hành trình check-in tour tự mình đi quay, là từ Tuy Hòa lên cao nguyên Vân Hòa, nhà thờ Bắc Hồ, vườn cây đỏ Gò Thị Thùng, rồi nhà thờ Màng Lăng, Gành Đá Đĩa và vừa tháp Nghinh Phong. Nhưng mà tùy thời gian giới hạn cho nên mình chỉ quay clip được để chia sẻ với mọi người những điểm mà mình đã chia sẻ đến đây. Thì kênh Vật Sư Nẩu xin chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn mọi người.